nay mình sẽ chơi lớn luôn, là mình sẽ mời tất cả bà con ở Trà Phiên, mình sẽ mời hết mọi người ở đây ăn phở luôn các bạn ạ. Mình sẽ đi thanh toán tiền cho tất cả mọi người ăn phở ở đây. Hôm nay cho anh mời tất cả các bà ở đây nhé, để anh gửi tiền nhá. Chị tính tiền hết cho mọi người ở đây, em mời hết cả mọi người ở trong quán này luôn. Cho mấy người này luôn luôn. Cô đi nè. Thôi đi. Chị vừa quá. Chị giúp anh gửi tiền. Con gửi tiền tất cả mọi người ăn phở ở đây luôn. Mua ủng hộ luôn các bà mà lại. Đây, ủng hộ mọi người hết luôn các bạn ạ. Buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại thì hai vợ chồng Hải đang đi chợ phiên các bạn ạ. Hôm nay để rất là đặc biệt. Hôm nay khá là đặc biệt luôn. Hôm nay để ăn mừng kênh YouTube Sapa TV của mình 1 triệu người đăng ký các bạn ạ, và hướng tới là được vinh cái nút vàng rồi nha các bạn nha. Và hướng tới là muốn được khoảng 10 triệu người đăng ký, thì hôm nay là ăn mừng các bạn ạ. Ăn mừng là kênh đạt 1 triệu người đăng ký. Đấy. Thì mình đang ngắm mặt tại những cái chợ. Lợn ở đây thì bán theo con, từ mùa, theo cân. Thật ra là mọi người muốn mua kiểu gì thì họ bán kiểu đấy thôi. Như em đoán ở nhà chắc cũng cân sẵn rồi đấy nhỉ? Tất nhiên. Hà là cân sẵn rồi chứ. Đây có em lợn này, là lợn thịt này. Còn khu tiếp theo đây là gà thịt ngan ngỗng. Phía trên này là bán ngan. Ơi, chú kia chú ngồi chứ. Con ngan này bán như nào đấy chú? Giá như nào đấy ạ? Giá là bao nhiêu tiền 1 cân? 100.000 1 cân. À, 100.000 à? Ồ. À, cái này là của em à? À. Cái này là thì bình thường là ngan hay bán 90 mà, 8-90. À, ngan là ngan nhà khác à? À, ngan là bản là giá nó khác. À. Đây, con bà đây là bán chi bồ câu này. Con chào bà nhá. Bà bán bao tiền con bồ câu đây? Chị cười. Chị bâu à? Không biết tiếng à? Bao tiền em? 50.000 con. 50.000 con à? À, chào cô nhá. Ở khu vực phía trong này là chó. Chợ. Xem chó nào. Đó, con chú chó xinh xinh nào không? Đối với các chợ phiên vùng cao này thì mà còn giữ được bản sắc cái này thì là chợ si. Cái này ngủ ngon nhỉ. Này, đang ngủ rất là say luôn. Chó đen xì. Đằng này là hai con ngan này còn cắn nhau nữa. Chó lại ngủ đây. Cái này đẹp chưa? À, nó mụ nhỉ? Em muốn một con bụ bụ này về nuôi cũng được này. Ơ, nó đang tè. Các bà đang đi mua chó này. Vệ sinh tiền. Đấy. Mua. Rồi, vâng. Đây là cái nhá. Vâng, chào chị nhá. Đây là cái gậy sinh tiền các bạn ạ. Đây là hướng lên phía cổng chợ. Ở trên này có một loại mía đặc trưng mà chỉ trên vùng cao này mới có, đó chính là mía mía xương gà. Đây này trên vùng cao có mía này. Thế à? Hả? Ít mía mềm mới cho phải đi ăn được các nhà. Tí nữa. Bây giờ đi vào chợ đã. Vâng. Rồi đi vào chợ kiếm cái gì ăn. Chợ hôm nay diễn ra rất là đông đúc luôn. Hôm nay đông. Bắt đầu bà con kiểu gặt xong hết rồi. Với lại là thời tiết đã ủng hộ. Như là các loại rau.
rau đỗ gừng này. Gừng này đẹp nha. Nhưng mà gừng này nghe chừng có vẻ hơi non. Gừng có phải là gừng già cay không? Đông quá, đông quá. Đông sắp quá, không đi rồi đấy. Chắc phải sang bên này rồi anh ơi. À. Cái này là chai. Có nhiều cái con dế. Chai chai này là chai em. À không phải con dế. Cao cao. Cao cao. Ừ. Nhiều nhờ. Cao cao ở đây mọi người hay lấy về rang ăn đấy. Này là 10.000 một chai. Trước kia em thấy anh hay thích nuôi chim ấy nhỉ? Chim ăn con chứ mình nuôi chim họa mi thì hay mua cái đấy. Bây giờ chỉ nuôi mỗi con chim mà ấy thôi, không biết hót. Đây là khu vực bán giá đỗ. Đấy, xe máy đi vào đây là chặt hết đường luôn này. Bị tắc đường luôn. May quá em chen mãi mới kịp anh đấy. À. Đi ở trên chợ phiên vùng cao này phải có nghề đấy các bạn ạ. Này, ớt này. Trên vùng cao này rất là nổi tiếng với loại là tương ớt này. Đây là ớt khô. À, trên này thì mọi người không có cho cách bảo quản nên hay treo các bếp thì họ bán theo dây này. À. Đẹp á. Cái này mua về xong rồi tặng cho khán giả Sapa TV. Được đấy em ạ. Con chào bà nhá. Chào bà. Cái này là ớt thì đây là ớt bột. Ớt này thì được xay ra từ ớt này ra anh em nhá. Đấy, xay ra. Bảo làm sao ớt trên này nó rất là cay, rất là thơm. Ừ. Không có chất bảo quản gì. Thôi rồi nhưng mà tí nữa đi. Tí nữa về hay là em mua luôn rồi, làm vòng cổ luôn à. À. Cô ơi, đang bán rau nên là chưa tập trung vào bảo bán hàng. Bà sau khi bán hàng cho rau 5.000 xong bây giờ mới bán hàng cho bên ớt. Chủ tịch mua cái ớt này về sau đó thì sẽ tặng những buổi live stream anh em nhé. Anh em xem live stream chia sẻ nhiều sẽ được tặng sâu ớt này. Đấy. Thực ra là cái ớt thì mua đâu cũng được nhưng mà cái ớt ở trên này nó rất là cay. Thận nhá, rơi một cái này. À đấy, trả tiền đi. Nhìn gì anh? Này là ớt tươi này. Rồi cháu đi đây. Cảm ơn bà. Đây là chỗ bán tam thất rồi các loại gia vị đặc trưng Tây Bắc. Chào chị xinh gái nhá. Cái này là mắc khén này, cái đây là tiêu rừng hả chị? Tiêu này, còn đây là hoa hồi, thảo quả, nói chung là ở kia lá đắng à, ốc chó, chung nhiều lắm con ạ. Tây Bắc không thiếu cái gì. Tây Bắc này thì có thiếu cái gì đâu. Ừ. Anh đi cùng em, anh cảm thấy là thích không? Bởi vì em mua rất là nhiều đồ. Mua nhiều đồ có người xách hộ luôn đấy. Sướng. Cái cây này là cây gì? Lạ đấy nhỉ? Đây là cái gì đây? Em chưa biết là cây này là cây gì đây. Cây này là cây gì đấy hả bà? Ông biết cây này là cây gì không ông? 20.000 à? 20.000 à? Nhưng mà củ gì đây? Không biết. Hả? Rau củ rau ngót rừng. À, củ rau ngót rừng. Củ rau ngót rừng ạ. Cái lá, cái cành của nó to. Nhưng mà cái này để làm gì ạ? À? Ăn hay là trồng ạ? Cái này ngày xưa là không có cái gì là lấy băm cho gà cho vịt. À. À. Người thì không ăn được. Vâng. Đẹp rồi. À. Một đống một đống. Cái giá tiền cái khác đi. À. Vâng vâng. Ngày xưa là lấy băm cho vịt cho gà ấy. Vâng vâng, chào cảm ơn. Vâng vâng. Khu vực bán bánh rán, ôi có em bán bánh rán xinh. À, mời anh em ơi. À, mời quá. Rồi, mời anh em ơi.
Vâng vâng. À, chúc các bác ngon miệng nhá. À, hôm nay mình sẽ chơi lớn luôn, là mình sẽ mời tất cả bà con ở Chợ Phiên, ai đâu, mình sẽ mời hết mọi người ở đây ăn phở luôn các bạn ạ. Mình sẽ đi thanh toán tiền cho tất cả các mọi người ăn phở ở đây. Hôm nay cho anh mời tất cả các bà ở đây nhé, để anh gửi tiền nhá. Hôm nay anh ăn mừng kênh YouTube của anh đạt 1 triệu sub nên là sẽ gửi hết tiền cho các bà. Đâu, gửi tiền đây, đây đây. À, mời hết các bà luôn. À, đây em gửi tiền cho bà này bà kia, các bà đấy luôn. Đây, hôm nay con mời hết các bà ăn phở nhá. Đây. Nạ tổng là mấy nghìn mì? 80.000. Vâng. Đây, cảm ơn chị nhá. Rất thật đấy nhở? À, còn ở bên này nữa, bên này nữa. Hôm nay là liên hoan. Anh ơi, em xin phép anh mời chị này mời ăn chị phở, em gửi tiền luôn. Chị Tiếng phải gửi tiền nhé. Vâng. Vâng. Anh gửi tiền này, bao tiền anh nhỉ? Hả? Mà hai bác này bao tiền đấy? Hai bác này, hai bác này, một bác 20.000. À, 40.000. Mọi người đang ngạc nhiên đấy. Rồi. À, em mời nhá. Thế em bé kia có ăn không? Em bé này, con có ăn phở không? À, con không thích ăn phở, con thích ăn phở. À, rồi, ok, con gái. Con cái bộ váy này đẹp nhỉ? Đây mời bà đi, bà mấy cô đi. Mời bà với chị. Vâng. Vâng, chào chị nhá, chào bà nhá. Chào cho bé. Em ơi, cô ơi, con nhờ tí. Con gửi tiền cho mấy người này luôn. Hôm nay là con mời. Chị ăn. Bây giờ mà nha. Kiểu mời tất cả mọi người vào thì nó hơi hơi lâu nên là sẽ. Vâng. Đúng rồi, ăn miếng to tí nhá. Đúng rồi. Phong cách Sapa TV các bạn ạ. Đây cả đây hai thôi. Bé này đây đúng không? Hai bé là cùng nhà bà hay nhà chú đây? À. Hai bé là nhà chú à? À. À. Thế tí con gửi tiền luôn nhá. À, con mời chú luôn. Con mời đây. Bé này ăn bao tiền mà mấy người này này. Bà tính tiền tổng cho con đấy. À, em ăn 15 mà không sao. Đây, đây gửi tiền luôn ạ. Tổng một, tiền đây. Tổng tiền đi cả hai bé này này, mấy bà này mấy chị này. Vâng. 25.000. 35.000. 35.000. 35.000 cả. Tất cả luôn đó. À đây ạ, vâng. Vì bà 40.000 luôn. À thế à, 35.000 này gửi chị 40.000 luôn nhá. Ờ anh cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn chị. À, vì là tại vì đây là những người mà đã ủng hộ mình ấy. À, ôi trời ơi, đánh một phát chết một mũi luôn. Em bé nhìn yêu không? À, em bé đáng yêu nhỉ. Hôm nay con mời bà ăn phở không phải trả tiền nhá. Là bao nhiêu tiền chị? Hai người 30.000. Ok, hai người 30.000. Giờ ở đây mọi người ăn phở thì cũng không nhiều đâu mà. Trên này chợ vùng cao bán rẻ lắm các bạn ạ. Phở thì chỉ có khoảng vâng. Vâng. Rồi, à, cảm ơn chị nhá. Rồi, cảm ơn chị. Đây, đi tiếp bên này đi ạ. Đi tiếp bên này. Coi. Cho con xin phép mà mời tất cả mọi người đi ăn phở hết. Cháu cả ăn phở tất cả mọi người trong quán luôn. Con gửi tiền tất cả mọi người ăn phở ở đây luôn. Không, có nghĩa là con gửi tiền cho tất cả mọi người ở đây. Quay đây, quay các bác này. Mọi người vẫn đang chưa hiểu. À, bà ơi, con gửi tiền cho tất cả mọi người ở đây. Bà tính tiền đi, con gửi tiền cho mọi người đây. Đấy. Đây này, bên này này. Gửi tiền thật này. Gửi tiền thật này. Con mời luôn. Hôm nay là cái mọi người chưa biết lý do, không chưa biết lý do. Tính tiền đây đi. 100 thôi. 100.000 rồi, con gửi luôn. Bởi vì là cái hôm nay kênh YouTube của con là đạt 1 triệu người đăng ký nên là con rất là vui, con muốn mời tất cả mọi người luôn. Con cảm ơn bà nhá. Tí nữa con cô chú mà gửi tiền nhá. Ok. Bye bye. Vì là cũng rồi. Có ủng hộ mấy con soi không? À soi à? Mỗi nhà 10.000 tiền soi. Mua luôn. Cô cho cháu 10.000. Mỗi nhà 10.000. Cô cho cháu 10.000 là kêu 10.000, 10.000, 10.000 hết. Nhà nào mỗi nhà 10.000. Mỗi nhà lấy cho em một gói 10.000 để về đó hôm nay soi nhanh ngon nhất nha. Đây, ủng hộ mọi người hết luôn các bạn ạ. Ơi soi ngon đấy. Chị lấy tất cả các màu cho em nhé. Vâng. 10.000. Lấy cho em trước đi để em... Vâng. Xôi này. Hôm nào nhận dạy nghề cho anh làm xôi đấy nhá. Rồi, ok. Số nhà em ở ngay cái đường.
đường đi vào xin chá. À rồi nhất trí. Hôm nào chồng đi vắng thì bảo anh đến anh học nhá. Học làm xôi. Em đi vắng suốt mà. Chồng đi vắng suốt. Cái chỗ là đâu? Chị có một cái bóng xanh to không? Dạ, những cô bán xôi là toàn những người mà mình ra đây ngày nào cũng hay đi qua đây đâu? Mua xôi. À? Đâu, của cháu đâu? Của cháu chưa đến này. Vâng. Của em được chưa nhỉ? Cháu 10.000. Cháu là cháu ơi, cháu. Rồi. Rồi, em cảm ơn nhé. Cũng biết được chưa? Đây, đến bên này nữa của cô, không biết đến lượt chưa? Nào, đến lượt Hải chưa? Đến lượt của em chưa nhỉ? Đây. Cho Hải 10.000 nhé. Đấy. Hôm nay là mua ủng hộ tất cả mọi người luôn. Đây à, của chị đây à? Vâng. Chị có cái bóng xanh nào không nhỉ? Cho em dồn vào một cái nhỉ? Lá cho em. Dạ. Bóng hồng được, chị cho anh xin cái túi. Cho em vào cái túi ni lông, tí xin một cái túi ni lông to. Đấy, chị có túi bóng xanh em xin cái, đúng rồi. Em buộc em đổ vào. Ờ, à, em chỉ lấy nguyên màu đấy thôi đúng không? Màu này. Con làm đi. Con làm đúng không? Con làm đó. Rồi, chào cảm ơn. Đấy, cho vào lá rong này thì về nguội thì rất là thơm. Ngô bán như nào đây em? 10.000 năm cái à? Cho anh 10.000 đi. Ai bán đấy? Cô bán à? Cô luôn. Ừ. Cô vừa bán xôi vừa bán hàng ngô à? Vâng. Em ơi, nhặt ngô cho anh đi. Cho anh 10.000. Đây, thế là thành 10 ngô, 10 xôi là 20.000 nhá bà nhá. Đây, bà buộc vào cho cháu đi. Lấy vườn chứ nhỉ? Vâng, mà cho cháu hai gấu vườn. Cứ nhặt đi, thích cái nào. Dạ. Thôi cứ bảo em nhặt luôn cho cháu đi. Rồi, đưa cho chị. Chị gửi tiền mẹ rồi nhá. Anh gửi tiền rồi nhá. Bà, bỏ vào cho cháu. Đây. Cái này này đông nhờ. Bánh trôi nước này, bánh trôi nước này. Bánh trôi. Đây mời tất cả mọi người ăn bánh trôi luôn. Chị ơi, chị bảo mọi người ăn đi, em gửi tiền bảo ba, không phải gửi tiền đâu, em mời hết luôn người đây. Bao nhiêu tiền? À. À. Bao tiền chị? Một người, hai người, ba người, bốn người. Bốn người là bao tiền chị? 30.000. À, 30.000. Rồi, gửi chị 40.000 luôn. Tiền canh ơi. Xin cái gì? Tiền canh. À, Sapa TV nhá. À. Mình đang bịt khẩu trang nên là mọi người không biết. Ok, hai đứa mày về tiếp đi nhá. Đây, sau này bọn này về bánh mới biết là tít lắm đây này. Rồi, chúc các bà ngon miệng ạ. À. Ơi, cảm ơn nhá. Mọi người ăn ngon miệng nhá. Đây, còn phở này nữa. Ui, các bà bán lạc này. Mua ủng hộ luôn các bà bán lạc này. Mỗi bà một bát. Mỗi bà một bát ủng hộ luôn. Nào. Vâng. Đây. Lấy cháu. Đây là các bà người là La Chí. Mấy nghìn một bát này. Vâng. Thế mỗi bà đong cho cháu một bát lạc khô này nhá, cái lạc rang này. À, vâng. Đấy. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cho một túi được. Đổ mỗi người vào một túi đi. Có túi nào to hơn không? Túi này bé thế. Đấy, mỗi bà một bát đi. Cho hết vào túi to. Buộc vào cho cháu đấy. Nhiều khi mọi lần ấy thì mình đi quay ở chợ phiên thì đây, của bà 10.000 các bạn biết là đi quay phim thì không thể nào mà mua ủng hộ tất cả mọi người được, nhưng hôm nay mình sẽ ủng hộ hết mọi người. Hôm nay rất là vui luôn. Này, mừng kênh YouTube của mình đạt 1 triệu người đăng ký các bạn ạ. Đây, trong này trên này có nhiều đây. Quán ăn này anh này. Ui đây này. Đấy, chào các bà nhá. Các bà cứ ăn phở thoải mái nhá, hôm nay cháu mời hết luôn, cháu gửi tiền hết. Hôm nay cháu mời rồi. Trả tiền. Cháu thôi. Trả tiền hết luôn. Bà không phải trả tiền nữa. Đấy. Chị chủ quán đâu rồi nhỉ? 6 người. Chị chủ quán đâu rồi? Ra đây nào. Ra đây bảo. Chị tính hết tiền ở đây đi, tổng thiệt hại bao tiền thì em gửi tiền hết.
À. Hôm nay em mời. Em mời hết luôn. Từ trong ra ngoài. Một người, hai người. Chị đếm người ra, nhân tiền lên. Các anh chị em thoải mái nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bác. 100 dưới kia nữa rồi. Dưới này 220.000 rồi, ok. Vâng, các chị, các bác không phải gửi tiền nhá, hôm nay em mời hết. Vâng. Rồi. Chào lại 28. Anh này ăn phở chưa? Ăn rồi đi, ăn rồi thì thôi. Có bảy rồi, một đồng nữa. Thứ hai, hai bạn này ăn chưa? Ăn ở đây, không? Ăn ở đây. Ăn gì? Ăn đây trả luôn. Mỗi người. Ngồi đây trả tiền luôn cho này. Ngồi đây luôn. Cả hai mẹ con nhé. Hai bà. Rồi mỗi người 20 đi, trả tiền luôn. Là thành 40 đúng không? Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc cả nhà ngon miệng nhá. Ông này vừa ăn mà ăn rồi mà. Ăn chưa? Chưa nào? Chưa được ăn. Thì đi ăn luôn đi. Đấy. Làm luôn. Rồi, mời cả nhà nhá. Chúc cả nhà ngon miệng nhá. Em đi đây. Rồi. Chúc các bác ngon miệng nhá. Các bà nhá. Tí không phải trả tiền đâu nhá. Ok. Củ này là củ gì nhỉ? Củ này củ liễng về củ xào liễng. Thịt này. Thịt nò, thịt lợn đều ngon. Củ liễng, củ liễng à? Củ liễng. Củ liễng. Bao tiền một mớ này hả bà? Thế cho con lấy hai mớ đi, cho con hai mớ lên đi. Cô ơi, cho cháu mời tất cả mọi người đây ăn phở, ăn ao đậu mèn mén nha, cháu gửi tiền hết. Cháu mời người trả tiền cho. Trả tất luôn. Đây, bà gọi hết đây, có ai vào đây ăn thì bảo vào đây ăn đi, cháu mời hết luôn. Trả luôn ạ. Em ơi ngồi đi ăn đi, anh mời luôn. Ăn đi, em mời luôn. Là tính tiền tổng cho cháu luôn đi. Thằng cu kia ăn chưa? Mày ăn phở không? Không à? Không ăn à? Thế là bốn người. Con ăn xúc xích không? Không à? Ăn đi, con mời cái xúc xích. Là cô tính tiền cho con. Thế ở đây các bà không có thịt ăn à? Thịt đâu? Không có tiền một thịt á. Ôi giời ơi. Ăn ăn ao đậu mèn mén à? Là sở thích ăn cái này đúng không? Vâng. Thôi được. Là bao nhiêu tiền cô? Bao tiền cô? 50.000, ok. Mời tất cả mọi người lên. Đấy, cái nồi áo đậu to rồi nha. Thế cái nồi này là cô bán cái nồi này bao tiền cái nồi này? À 300.000 à. Thế ạ. Cố gắng bán hết cô nhá. Rồi cháu đi đây cô ơi. Con chào các bà nhá. Chào bà. Chị ơi em gửi tiền cho các chú ở đây với các bà ở đây đi. Em mời, con mời hết. Hôm nay con đang ăn mừng gọi là kênh YouTube con đạt 1 triệu người đăng ký. Bao tiền chị? Tất cả 4 người này. Gửi luôn ạ. Rồi gửi bà 50.000 luôn. Này, em gửi chị nhá. Tí không được thu tiền mọi người nhá. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn. Cháu đi đây. Ok. Đây, bên này nữa. Con bà đây. Bà đây. Đây đúng không? Gửi tiền hết cho bà luôn. Chào em thằng cố xinh gái nhá. Đây à, tiền của bà đây đúng không? Đây, của bà này. Của bà. Con gửi tiền nhá. Đây, con gửi tiền cho bà này nhá. Cháu gửi tiền cho bà. Không thu tiền của bà ấy đâu nhá. Ok. Bán hết hàng chưa? Ủa, sao hết rồi à? Không ăn đâu nhỉ? Đấy, rất là đông. Các ông đang rượu trong này nữa này. Đây. Mời hết luôn. Đây là cũng ong đậu mềm mén hết rồi các bạn. Nhiều khi mọi người đến chợ phiên là cái sở thích là uống ăn ong đậu mềm mén thôi. Cô ơi, cho bạn này, cháu gửi tiền cho hết mấy người này luôn. Con này cũng kia luôn. Bao nhiêu tiền đây? 30.000. 30.000. 3 người 30.000 đúng không? Trả tiền 30.000 đi.
mà có tiền nè mà trả cháu. À, ông ăn rồi thì. Ông với bà ơi, cháu vừa gửi tiền cô này rồi nhá, tí phải trả tiền nữa đâu nhá. Vâng, cháu giả rồi, trả rồi. À. Cảm ơn nhá. Đây, tiếp tục sang khu vực phía bên này đi. Hai ông ăn nhiều vào nhá. Ăn nhiều mới khỏe đấy. Đây này, cô có nhiều thịt ngon chưa? Hôm nay là cháu ăn mừng kênh YouTube đạt 1 triệu người đăng ký nên là cháu gửi tiền nhá. Hôm nay là vợ chồng con. Bao nhiêu tiền cô? Tổng bao nhiêu tiền tất cả mọi người ngồi đây? Tất cả hết luôn. À, nhiều là bao tiền? Tổng tiền cho con đi. Bao tiền cô? 100 nghìn, 140 nghìn. À. Rồi. 160 nghìn. Được, ok, 160 nghìn, cháu gửi mời tất cả mọi người. Đủ hết chưa? Vâng. Ok, mời anh luôn. Mời nào về đăng ký Sao TV nhá. Vâng, chào các bác. Tổng bao nhiêu tiền hả bà? 160. Thôi, 160 nghìn, tính lương này 200 nghìn, trả lại 300 nghìn thôi. Nha, yeah. Hôm nay cháu mời được của bán phở. Trả ba. Thế phải cho chơi thì cút đấy chứ. À, đấy mời luôn cả cô nữa. Cô chỉ trả lại cho 300 thôi. Rồi, ok, trả lại 300 thôi. Hôm nào lại cho quay phim tiếp nhá. Nói chung là, thực ra là bởi vì là mình không thể nào mà mình mua hết được cho mọi người ấy. Nên là hôm nay sẽ mời tất cả mọi người luôn. Đây là... Đây. Đây có. Đây có ba ông. Chào ông nhá. Ba ông đang nhậu à? À, ba ông đang ra đòn. Cô ơi, cho cháu gửi tiền cho ba ông này luôn. Bao tiền? À. $40,000 à? Được. Đây con gửi cho bà 50 nghìn luôn nhá, tí không thu tiền nữa đâu nhá. À, ba ông ở đây uống rượu nhá, con vừa thanh toán tiền rồi nhá. Con mời ông rồi. À đây, thôi con mời bà 10 nghìn ăn nén nén nó động luôn nhá. Ok. Vâng, ok. Con chào ông. Vâng, chào ông nhá. Đây. Đây có chị đây luôn này. Ở đây còn ông này nữa. Đây đây đây. Còn ông. Ông vừa lấy tiền chưa? Chưa trả. Chưa trả. Đây còn ông này bao tiền? 10 nghìn à? Đây em gửi luôn này. Chị tính tiền hết cho mọi người đây, em mời hết cả mọi người trong quán này luôn. Cho mấy người này đây luôn. Ơ? À? À? Cô đi nè. À thật đi. Chị ngờ quá. Chị giúp mắt gỡ thật. Hả? Là nữa anh bắt nhờ thật. Tại vì cái này thì nó ăn 1 bát 20 nghìn. À 1 bát 20 nghìn, tính hết đi. Tính đi, tính cả mấy em bé bên kia luôn. Nhờ kia là 100 nghìn. À, tổng là 3 tiền. Là 120 nghìn đúng không? Hả? Cả ông nghìn đó. Là ông á. Ừ. Ông bị ăn ít thôi, ông ăn 15 nghìn thôi. À. Thành bao nhiêu tiền? Thế tổng là bao nhiêu tiền? Cả nhà này 30 nghìn, ông 15 nghìn. Đó. 100 nghìn. Ok. 100 tư nhỉ, 100 tư. 140 nghìn. Là cô này 55 nghìn. Ờ, đúng rồi, 55 nghìn. Em bé khóc nhỉ? Em bé mấy tháng rồi chị? 2 tháng rồi. 2 tháng rồi à? 2 tháng mà nó cho đi chơi chợ rồi. Để chế ngon chưa? Ừ, chú cảm ơn nhé. Được, rồi, chúc cả nhà ngon miệng nhá. Bye bye. À, ok ok. Đấy, em bé này. Ủa. Yêu đấy. Làm thế làm bảo bảo thế này cho mình. Đây bên này đông vui này. Đây bên này nữa. Bên này à. Các bà này đông. Ui. Đấy. Tên chú đi xuống cho con này đông vui quá anh nhỉ. Anh nghe chủ quán đẹp trai à. Anh chủ quán đẹp trai này có cái món sườn này hấp dẫn thế nhỉ. Bây giờ như này nhá. Anh ơi. Em mời tất cả mọi người lên phở hết, anh tính tiền em một loạt luôn. Có bao nhiêu người ở đây? Em gửi tiền hết luôn. À. À, ăn 2-3 bát được anh ạ. Em mời. Anh em ăn thoải mái đi. Đúng rồi.
Hôm nay là để ăn mừng kênh YouTube đạt 1 triệu sub nên là sẽ mời tất cả mọi người ăn phở luôn. Anh chỉ tính tiền cho em đi. Cái này có giả công của em bán rồi. Anh tính cho mọi em mỗi người 20.000 trước nhờ. Đúng rồi, đấy. Bởi vì là nhờ có mọi người ở đây ấy, nên là ủng hộ mình, kênh YouTube của mình mới sớm đạt 1 triệu sub như vậy. Nên là hôm nay có một chút quà trên tất cả mọi người. 13 là 260.000. Rồi. Em nữa là 280.000. Đại là bao nhiêu tiền? Rồi 260.000 em ơi. Mời anh đi, anh ngồi luôn hai bát nữa. À ăn no rồi. Ok. Rồi. Thế là ê, mời hết đi, mời mọi người ngồi đi. Mời đi, mời mọi người ngồi đi. Rồi chúc mọi người ăn ngon miệng. 300.000, ok. Chốt luôn. Thành bao nhiêu tiền đây? 320. Các chị ăn thoải mái nha, các bạn ăn thoải mái, làm thêm bát nữa nha. Trả tiền nữa nha. Ăn hai ba bát được. Em cho con trả tiền hết rồi. Cho trả tiền hết rồi. Ăn xong đi chơi luôn, không cần không phải trả tiền nữa. 100 này. Bà bảo là ăn xong là tao đi luôn đấy, không quay đầu rồi. À đây. Bên xem nào, mời lần lượt hết. Cô ơi, con mời tất cả mọi người đây ăn phở, bà tính tiền cho con. 1, 2, 3 người. Có gửi tiền? Gửi tiền cho đấy, đấy, gửi tiền hết cho mọi người luôn. Bao tiền? 60.000 đúng không? Rồi, rồi 60.000. Mọi hôm là cứ hay quay phim nhà bà mà chưa ủng hộ bà. Vâng, đây. Đây. Đấy, lòng phèo ngon nóng hổi. Ngày nào trong TV. Đây đằng kia, đằng kia, đằng kia. Đâu, đằng này đúng không? Có mấy em bé đấy à? Vâng. Con chào bà. Chào bà nha. Ăn phở đi. Vâng. Bà cho con mời tất cả mọi người lên phở nha. Bên đây nữa à? Bên này nữa. Bà cứ tính tiền hết cho con. Mời tất cả anh chị em nhá. Chào anh. Có gì ủng hộ Sapa TV nhá. Hôm nay đang ăn mừng kênh đạt 1 triệu sub nên là mời tất cả mọi người ăn phở. Cho con nhá. Ở chủ ăn phở đây. Tổng đi, tổng tất cả những người ăn đây ở đây đi. Ăn chưa? Chưa ăn. Ăn luôn, mời đi. Đang làm. Được. Hôm nào bán ngô cho mình đúng không? Bán ngô còn khuyến mại này. Được. Anh ăn chưa? Mời hết luôn. Em ơi, ở đây ăn phở đi. Vào đây. Anh mời. Anh mời. Ăn miễn phí không mất tiền như đây. Bà ơi, bà. Đi vào đây. Gọi chị này vào đi. Đây, đây, đây. Bắt luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây. Mời luôn, vào đây ăn phở. Ăn chưa? Kìa, mời mấy bà kia nữa. Vào hết vào đây, ngồi cho nó vui. Bà nói bắt sóng đi. Chị với cô ăn sáng chưa? Em mời vào đây ăn phở, vào cho em trả tiền, gửi tiền bữa hôm nay. Đây vào đây em ơi. Bà ăn sáng chưa? Vào đây ăn phở. Không mất tiền thế nên. Không mất tiền. Vào đây ăn sáng không mất tiền. Vào đây ăn phở. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, em mời chị. Đấy, bà làm phở hết công suất đi. Mọi hôm là vào ra đây quay phim là không có nhiều thời gian để ăn phở ủng hộ. Hôm nay là sẽ mời tất cả mọi người đến ủng hộ quán cho các bà ở đây. Đúng rồi. Chung là cũng nhờ có tất cả mọi người ủng hộ, đâm ra là kênh Sapa TV nó mới sớm đạt được đến 1 triệu người đăng ký. Đâm ra là hôm nay mình rất là vui. Tâm trạng đang sướng. Vâng. Thế hôm nào chị này làm ngô thật ngon mời em nhá. Ok. Bà ơi, bà tính tiền cho con đi, xong rồi bà làm cho mọi người sau không được. Vâng. Tật cứ tổng một phát là xong là đi. Thế hôm nay còn ngô không? Nương hết à? Sáng nay bán được bao nhiêu bát rồi bà? Được nhiều chưa? Xong hết rổ rồi đấy. Đây là cái phở gạo đen này. Đấy. Ôi, tình cảm quá nhỉ. Cháu mấy tuổi anh? Một tuổi à? Tuy nhiên phở thịt đi. Được, được, cứ 20.000 đồng ăn. Làm hết cho mọi người đi, tính tiền. Vâng. Em đếm người luôn đi.
1, 2, 3, 4, 5, đếm từ người 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 người, còn em bé nữa. Cả em bé nữa luôn là 12 đi. Đây là em bé kia nữa kìa. Em bé kia là 12 à? Thôi cho 15 bát luôn đi, khuyến mãi cho bà ăn luôn, mà 300 nghìn đúng không? Giá là 200. Thế cho nó nhanh. Sướng. Từ mai lúc nào mà đến quay phim là phải cho quay nhá. À. Sướng. Rồi, cảm ơn chưa? Chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà ngon miệng nhá. Vâng. À, chưa em gửi tiền hết cho mọi người đây. Ba văn luôn, 1, 2, 3. Bao tiền? Hôm nay em mời. À. À, tổng cả ba bát là bao tiền? Đi đi. Khách cháu trả tiền. À, cháu mời các bà. Bao tiền? Mấy mươi nghìn, 60 à? À. À cháu trả tiền rồi bà nhá. À. Con mời các bà nhá, làm thêm bát nữa đi bà. Ăn thêm được không? Vâng. Làm thêm bát nữa nhá. Đây, dọc cái dãy này nữa này, rất là đông luôn. Ok. Con chào ông nhá. Con mời các ông. Con em chủ nhà ơi. Hai vợ chồng tính tiền hết tất cả mọi người đây, anh mời hết mọi người ăn phở. Hôm nay là anh đang ăn mừng, đang vui quá. Đang vui. Ăn mừng kênh YouTube 1 triệu người đăng ký nên là mời tất cả mọi người đây luôn, cả ông bên kia nữa. Chúc ông ngon miệng nhá. Ok, 150.000 đúng không? Ok. Tí không phải ông công không phải trả tiền nhá. Không phải trả đâu. Ok. À. Nhớ mày luôn. Các bác ăn nhá. Tí không bác nào phải gửi tiền đâu nhá. Tí không phải trả tiền đâu nhá. Cứ ăn đi nhá. Hả? Ờ, hôm qua không? Hôm nay rồi. Ờ. Rồi, con sau. Ok. Cứ đăng ký Sao TV nhá. Chào ông chủ nhá. Ông bà chủ ơi, tính tiền hết cho em cái chỗ này, em mời hết mọi người luôn. Tính hết tiền cho em đi chị. Tính tiền tất cả mọi người đây, em mời hết. Hôm nay cả người mời các bà, các cô, các chú ở trong cái quán này luôn. À, tính hết luôn. Ơi. À, kênh YouTube của anh đạt 1 triệu người đăng ký là hôm nay vui quá, lại mời tất cả mọi người ăn phở. À, tí về đăng ký kênh ủng hộ anh nhá. Ok. Vâng. Cố gắng. 104 là 106 201 tất cả. Tổng 201 à? Ok. Cả tất cả mọi người nhá. Không phải thu tiền của ai đâu nhá. 202. Sao TV nhá. Trả lại nhá. Rồi. Rồi bye bye mọi người nhá. Ok. Một quán này, quán này. Chào cô nhá. Cả chợ còn sót lại hai quán này phải đi lốt lần ra. Cô ơi, cho cháu xin phép được gửi tiền mời tất cả mọi người đây ăn phở nhá. Cô tính tiền cho cháu. Tính tiền cho vợ chồng cháu. Gửi. Bao tiền cô? Nha. Cô ơi, cô ăn đây đi. Ăn thêm một bát nữa đi. Đen này đi. Không, cháu mời tất cả mọi người ở đây. Vâng. Cô ơi, cô ăn chưa? Bao tiền cô? Vâng. Cô ăn đi. Cháu mời. Đây 55.000. Đây 15.000. À, 15. Đi đâu khó khăn nào này. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn được 3 cân nào. Ăn đi, đúng rồi. Vì cô này thì là chắc là để muốn mình con ăn thôi, cô không ăn, bây giờ mình mời luôn, cô ăn luôn. Sao đây, con ăn phở chưa? Chưa ăn. Thôi ngồi đi, ăn luôn đi. Ơi, ngồi đây ăn phở đi. Cháu mời luôn. Rồi, mấy khi mà. Tí nữa bán hàng sau, ra đây ăn đã. Tí bán hàng sau. Anh ăn đi nhá. Sao là tốt thế các chú ơi. À, con em à. Các chú sao là tốt thế nhỉ. À. Đây là em gái. Con là em gái à. Con trai ngồi kia à. Ừ. Đây 150.000. 130.000 con gửi 150.000. Bà giả lại con 50.000. Vâng. Đấy đầy tiền nữa, không có tiền. Đây đây. À. Vâng, con cảm ơn. Rồi hôm nay em ăn cầm tiền này. Chúc các bà ngon miệng nhá. Ờ, chúc em ngon miệng. Em chủ quán xinh gái này, anh bảo này. Anh mời tất cả mọi người đến ăn phở hết, kể cả các cô này nữa. Em rủ được càng người đông người đến ăn phở càng tốt. Anh mời hết. Hả? Mời là trả tiền. Anh mời trả tiền hết. Chúc các bà ngon miệng, mỗi bà ăn thêm 1-2 bát nữa đi. Bà ăn chưa? Bà lâu rồi à?
À, không biết tiếng đâu. Bà bảo gì đấy? Con mua, con gửi tiền mà. Bà ăn thêm bát nữa đi, con gửi tiền bát thứ hai. Em tính tiền hết rồi, để ở mọi người cho anh. Thôi, hôm nay là bà cất tiền của bà đi nha. Hôm nay là con bỏ tiền này ra, con mời bà. Chào các bà nhá, chào các chị nhá. Chị ăn xong có khay hơi rồi, ăn xong rồi, không phải trả tiền. Bây giờ chạy được rồi. Em tính tiền đi. Tất cả mọi người luôn, không... Tính hết, trong quán nhà chị có bao nhiêu người đây, đếm đầu bát ra. Đây 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 người. Cho tính cả chị luôn là thành 15 người luôn. Đây luôn là chủ quán. 300.000 gửi chị đấy. Đây. Tính thành 300.000 rồi, 200. Ok không? Ba nào 15 tính thành 20 luôn. Ơ chị ngồi luôn đi. Ra đây. Thật mà. Tí là chị phải ngồi ăn luôn cùng mọi người. Tí phải ăn đi nhá. Chị ơi, cho luôn hai vợ chồng em hai bát luôn đi. Vâng. Ăn cùng mọi người luôn. Ăn ngồi cùng các bà cho nó vui. Ăn cùng đấy. Ăn cùng bà con mới ngon. Đúng, ăn cùng bà con mới ngon. Thế là bà này ăn chưa? Chị ăn chưa? Ăn phở đi. Vào đây em mời. À, ăn xong rồi à? Tuyệt vời. Các bà là xong hết rồi đây à? Các bà lại nhường chỗ cho con à? Đây đi. Trả tiền cho hết rồi lại đi. Tiền hết rồi lại đi thôi. Bà chủ nay bán đất hàng không? Được bao nhiêu bát rồi? Được được nhiều mắt không đếm được hết rồi. Thế là tốt rồi. Được một rổ thôi. À, được một rổ. À, ở đây là bán phở họ kiểu tính theo rổ luôn đấy. Vâng, tính theo cân luôn. À. Thế các chị nhà có ở gần đây không? Ở gần à? 23 cây thôi à? Ừ. Làm cho chị này chưa? Chưa. Làm đi. Vâng. Rồi, em mời các bác nha. Rồi, mời các bác nha. Ngon. Nhưng mà hơi bỏng quá. Có kiểu có ớt cay. Ở đây là ăn cho muối trắng à. Muối trắng thôi à. Ớt xào này. Đấy, cho một chút nước mắm nữa nó mới thơm nhỉ. Nước dùng ở đây thì họ chưa cho gia vị gì đâu. Chỉ là nước luộc xương thôi. Đấy. Cái này phải đi sớm mới lấy được nấu được ấy. À thế à? Thế em dậy. Đến rồi. Em dậy từ mấy giờ? Dậy từ 3 giờ rồi, ở nhà chuẩn bị nữa. Đấy. Chuẩn bị ở nhà nhé, xong rồi 3 giờ sáng em phải dậy hết rồi. Ngon. Thế là đây là con gái à? Học lớp mấy rồi? Học lớp 9 rồi. Ấy dồi. Học lớp 9 rồi à? Này sắp lấy chồng rồi. Ở đây lớp 9 lấy chồng nhắn. Vâng. Nước phở nhà chị ngon phết nhỉ. Cái thìa của chị là con thủng à. Nghèo quá rồi, thế mấy cây em cho tiền là đúng rồi. Cái thìa còn đổi cho mình một cái thìa khác đi, cái thìa này múc nước không được. Đây, cho xin cái khác đi. Có. Wow. Mời hết mọi người luôn. Ngồi đây, ngồi đây. Sau khi ăn phở xong thì bây giờ anh chồng mình đi vào khu bán thịt lợn để mua mấy cái thịt lợn đen về ăn. Anh, chân giò bán thế nào anh? Chân giò 120. Căng nhỉ? Chân giò 120. Dạ? Lấy em 100 bỏ. Lợn trắng à hay lợn đen? Không, trắng không lấy tiền luôn. À thế à? Nhìn nó coi. Lợn có chuẩn không đây? Xem cái bì nó có dày không? Xem. Bì dày phết rồi này. Đấy cái lợn là vào khu trong này sao nào? Xem một con nào, bì thật dày anh em ạ.
ăn nó giòn nó mới phê. Dạ. Đâu anh? Chào anh. Chào A Báo nhá. Ấy à. Mày quả răng ngang đây nhỉ? Quả anh. Cái đấy bao tiền đây? Hôm thứ tư vẫn còn à? Hôm thứ tư có một con đẻ như con này luôn. Thế à? Bị dày đấy nhỉ? Anh đang lọc mình đấy cho ai đấy? Bảo đo cô. Bao tiền nè chị? À chắc 20.000 một cân. À. Chân giò ngon đấy nhỉ? À, đi mua đồ thì cũng khớ khớ rồi. Bây giờ có lẽ là hai vợ chồng mình xin phép kết thúc video tại đây. À, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ Sapa trong suốt quá trình vừa qua. Sau này thì cũng ủng hộ Sapa hơn nữa, Sapa TV hơn nữa để Sapa TV có nhiều những cái động lực để cố gắng phấn đấu kênh lên khoảng 10 triệu người đăng ký. Đó là phấn đấu đến nút kim cương nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp. Bye tất cả các bạn nhé. Bye bye. Bye. Chào tạm biệt.